Du lịch kỳ thú đã quay trở lại để khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút, những nét văn hóa thú vị và đặc sắc, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thân thiện và hiếu khách, lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú với Winner và Việt Thị để khám phá tỉnh Akita xinh đẹp và đầy lòng mến khách này. Akita thuộc vùng Tohoku, nằm ở phía bắc Nhật Bản. Akita có diện tích đứng thứ 6 Nhật Bản với 979.765 dân sinh sống. Akita có nhiều cảnh quan đẹp, các lễ hội văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Ngoài ra Akita còn nổi tiếng về loài chó Akita. Hãy cùng du lịch kỳ thú khám phá và trải nghiệm Akita. Bảo tồn giống chó Akita Inu, khi đến đây, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử, nguồn gốc và các hiện vật liên quan đến giống chó này. Ôi. Nhưng mà nhìn con này sao nó buồn quá nhở? Nhìn nó buồn lắm. Chắc là nhớ người yêu. Anh sao? Bình tĩnh. Anh sao vậy? Có gì đâu mà sợ. Hey. Đây là chó gì á? Anh sao vậy? Hey, cẩn thận, anh sợ nó sổ ra một phát đi. Nó tên gì vậy? Subaru. 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 Con này là chó được 7 tháng. Đã sinh được 7 tháng rồi. Mà sao nó bự vậy? Thế á, anh tưởng chó nó bé đấy mà. Nhưng mà không, nhưng mà cái con Akita này rất là bự. Hồi nãy em cũng nghĩ là nó bé. Nhưng mà sao con này mới 7 tháng mà nó bự vậy? Ở đây thì cái ở đây con này, cái rào con này nhìn đáng yêu hơn này. Đang Akita này hiện là đang 8 tuổi, tên là Yuki. Hello. Này giống cái này, Yuki giống, giống được nè em con. Đây là bác Sasaki san. Đây là bác là viện trưởng ở cái hội quán này. Dạ, con cho bác về những cái câu chuyện của cho Akita được không ạ? Được.要するに秋田犬で、海外へ渡った第1号と言われてるんですよ。で1頭目はすぐ病気で亡くなってるんですけど、でもまたすぐその後2頭目をヘリンキラーに出動しております。秋田犬保存会としてですね。これ古くはっていうか最近はプーチン大統領にいた有名ってこれもここから行ってます。あとザザキトワ選手これから行ってるマサルですね。À, vậy con biết là chẳng hạn như hồi đó làm sao mà người ta kiếm được giống chó này vậy? そうですね。古くはもうまあ日本でいう奈良時代の頃からの秋田犬がまあこの辺に到着してあったと言われております。で当初は猟犬ですね、マタギ犬、それとして使われてあったということで。まあ、その後だいぶ戦国時代という戦争のとこがございまして、物騒な世の中になりまして、番犬として買われるようになったと。でまたその後は徳川時代に入ってからは刀剣ですね、戦うようになったとして、買われてあったと。でその後猟犬が統計が禁止されまして、で今に至っているということですね。でだいぶ統計にするときに他の犬種と、混ぜ合わせまして体格を大きくしようということがありまして、でそれを今また元に返そうということで、現在に至っているというような状況です。こちらが刀剣時代の写真ですね。
Như là ngày xưa tất cả các chú chó Akita xông vào cấu xé lẫn nhau để giành cái vị trí mạnh nhất. Tôi chỉ là anh đại miêu とか そういったサムライさんのですね、まあ上の人らやっぱそれぞれこう競い合うようにですか、こういったその闘犬をやらせたと。Con muốn hỏi về lịch sử của chó Hachiko là thì ông có thể kể cho con nghe về câu chuyện của chó Hachiko đúng không? Hãy, 次の方へ参りますか。これが忠犬ハチ公のパネルなんですけども、まあ、小さい頃ハチ公がですね、小さい頃、上野英三郎博士という東京農大の教授だった人ですけども、その方に、もらわれていったということで、その後、電車で、通ってた上野博士を、朝晩渋谷駅まで自宅から送り迎えしたということで、その後上野博士が病気で亡くなるわけですけども、それから亡くなっても10年間ずっとその渋谷駅まで迎えに行ったという、はい、そのストーリーですね。はい、đúng rồi, xúc động quá, tại vì kiểu như là ngay cả mình thôi, mình là con người, mình không bao giờ mà có kiểu đợi chờ ai được lâu như thế. Thật sự là con chó này nó rất là trung thành luôn ấy. Tuổi đời của một loài chó Akita là khoảng tầm bao nhiêu? 10 ngày thì là tầm 10 năm. Nó lẻ ra nó đợi từ nhỏ luôn. Đúng rồi, nó đợi từ nhỏ. Wow, tụi con cảm ơn bác rất nhiều vì ngày hôm nay đã cho tụi con biết về loài chó này. Dạ. Hiện tại tụi mình đang đứng ở chỗ đó là cái nơi mà chó Hachiko đã chờ chủ của mình. Đúng rồi. Cho nên là người ta làm thế nhiều kiểu. Tự nhớ đây cũng là một cái điểm đặc trưng của chỗ này. Khi mà các bạn đi vào trong này thì các bạn sẽ có thể nhìn được cái mô hình nhà ga Shibuya ngày xưa. Và bên đây chúng ta có thể thấy một bức tượng mà ở đây người ta dựng lên để tưởng niệm đến chú chó Hachiko đã đứng chờ chủ rất là trung thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong thôi. Let's go. Trung tâm tham quan chó Akita được thiết kế theo phong cách của ga Shibuya. Bên trong trung tâm có bảo tàng chó Akita và góc quà lưu niệm, cũng như phòng triển lãm chó Akita, nơi du khách có thể nhìn thấy những chú chó Akita thực thụ. Không biết là địa điểm tiếp theo của tụi mình sẽ là ở đâu ha? Go! Sau khi đã tìm hiểu và tham quan chó Akita, Việt Thi và Winner đã vào trong khu vực suối nước nóng Furusawa để được chơi đùa cùng các chú chó Akita sau bao ngày trong ngóng. Lại đây, em nắm tay anh để vô. Thôi. Tay em nè. Đang ngồi xuống. Không sao, ngồi xuống. Em nắm tay anh mà, không sao. Ngồi xuống. Không sao. Nó cắn thì nó cắn em nè. Nè, xòe bàn tay ra. Đúng rồi. Nó rất là dễ thương mà, nó đâu có cắn đâu. Đấy. Chừng nào mà nó đó, thấy chưa? Cho nên là hãy thân thiện với nó đi. Đấy. Nè. Ngồi xuống. Bình thường. Nè, anh hay để một tâm thế rất là thoải mái. Hai. Đúng rồi. Bình thường anh chơi với em sao giờ anh chơi với nó vậy? Sao em lại đi so sánh em với con chó? Tại vì em thấy nó dễ thương. Đúng rồi. Nè. Không sao, không sao. Nè, quên nó tự đụng xem. Không. Nào, đừng có sợ. Bình thường. Đúng rồi. Dễ thương quá. Đây nè, ở bên đây có giới thiệu nè. Hello everyone, chào mọi người, mình là Haru, mình là con chó cái, mình là Akita chó cái. Mình rất là ngại và mình có một cái điều kiện là nếu như mà ai mà muốn chơi với mình á, hoặc là muốn chụp hình với mình á, thì hãy nói với lại cô chủ của mình nha, nói với lại cô chủ của mình đó. Thì
Thì đúng như theo điều luật của Haru nói thì tụi mình sẽ phải vào để xin cô chủ, để xin phép cô chủ là mình được dẫn nó đi chơi. Mình được dẫn nó đi chơi cũng như là mình sẽ được chơi với nó. Anh rất là sợ à? Ok vào đây. Anh nghe thì mình chỉ cần biết thông tin thôi. Dạ, con chào cô. Con chào. Cô có thể cho con xin phép là mình dẫn hai em này mình đi dạo một vòng được không ạ? Hai, đại chào buổi sáng. Arigatou gozaimasu. Con hỏi tên của hai con chó này là tên gì ạ? Hai, atama no ushiro ga sankakkei ni shiroi no ga mama de haru. 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 Để, こっちが春の子供で花。ちょ、お、con này là con mẹ, còn con này là con. Sao hai nó bằng nhau vậy? Wow. Trời. Ủa, đứng chờ kìa. Nó, vậy là con mẹ được bao nhiêu tuổi và con được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hai, お母さんは2歳。で、1歳の時に出産したので、この子は1歳です。Chứ con mẹ ở đây rồi, con bố ở đâu? お父さんは、びっくりした。ダメ、はるちゃん。お父さんは青森県の隣の青森県にいて、秋田犬の立派な大会で賞を取ってる大きいワンちゃん。そちらにお願いをして結婚をしましたので、お父さんは離れて暮らしてます。Cô hình như con nghe nói là nếu như mà mình càng sợ nó thì nó sẽ càng kiểu tấn công mà đúng không ạ? À, なるほど。ワンちゃんは近くによってもう怖い怖い、あ、怖い怖いってやるほど犬の方が上になっちゃうので、この人は弱い人だろうなって、私の方が強いんだってなっちゃうので、逆にね、堂々としてワンちゃんに近づいていって、こうやって私は大丈夫ですよって匂いを嗅がせてあげるととても懐きます。はい。逆にね、はーってやるとね、犬がね、わーってやっちゃうんですよ。Trời, anh đàn ông lên coi, trời. Anh là Hana, 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 Hana. Chị... Mà có bao giờ có cái tai nạn hi hữu nào mà nó đi cắn người chưa cô? Kamu というかこうやっぱり脅かしをかけるわけではないけども、この人はどういう人なのかなってわからない人。あとうわーってこうしつこくすごく静かに眠ってたい時にしつこくああかわいいああかわいいってやるとうわーって言っちゃったりするので、やっぱりワンちゃんも休んでたい時と遊んでたい時があります。なのでちょっとね違うんです。はなちゃんダメよ。おおごめん。あれ。あ、今みんなやがりやる。お客様でもお座りしますよ。お客様もおやつ持ってお座りって言うと。ってやります。ああ、これは怖いね、ちょっと怖いの。OK、行きますか。向こうに行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。これこれこれ、レッツゴーだよ。さあ、行くよ。おやつじゃなくて行くよ。散歩。ハナ、レッツゴー。ハナおいで。ハナ、ゴーゴーゴー。ねえ、em cho anh cầm thử nè, anh dám cầm không? Dám. Nè. Miễn là nó không cắn anh. Nó không cắn.Rồi tay này cầm nhẹ. Đúng rồi. Đúng rồi, chặt chặt lên. Rồi ok đi, go. Yeah. Cả chưa? Anh chỉ đi thôi. Đúng rồi. Để車で言うと、軽トラック。ああいうトラック、トラックにはわわわわわって行きますので、ビーって引っ張られますなら、トラックが入ってきた時は短く持って止まった方がいいです。すごいでしょ。ザバイ。うわーっていくからボーンって引っ張られちゃう。一日は2回食事をとります。うちの犬はそんなに食べません。ワンカップ、200g のワンカップ 200cc カップ、ワンカップくらい。それを2回食べます。朝と夜と2回食べます。なあ、không nhiều. Nhưng mà nó lớn nhanh quá hả? Cô ơi, cái lúc mà cô mua con chó này nó bao nhiêu tiền ạ? お値段はその犬舎って言って、ワンちゃんを出産させたお家で違います。で、大会で優勝しているワンちゃんと優勝しているワンちゃんの子供とか、そういう血統書上ですごくいい。ワンちゃん同士で結婚して生まれた子供はとても高い値段になります。
平均するとまず20万くらいから30万くらいのところではないかなと思うんですけど、あの本当のお知り合い同士だと10万円くらいでっていう感じですね。Anh thấy không ngờ là nó sai. Không ngờ nó tới kiểu 50 triệu xong rồi kiểu 60 triệu ấy. Không, nhưng mà thật ra đây là một giống chó này mà em nghĩ mua vậy cũng đáng tiền phết nha. Anh không đừng em... hỏi anh chuyện đấy. Nếu như mà sau này em có nhu cầu em sẽ mua một con. Ủa, vậy thực có bao giờ mà mình kiểu mình thả cho nó chạy rong chơi kiểu cho nó thoải thích cho nó thoải mái không ạ? Akita inu wa このリードっていうんですけど、これを外すのはダメ。日本国内も絶対ダメな犬です。で今はほとんどのワンちゃんが、日本の法律で犬はリードを離しては飼われないことになってるんだけど、特に大型犬なので、自由に走らせるということはできないです。だいたいこうドッグランのように囲みがしてあればその中で走らせるということはしたことがあるんですけど、なかなかないですね。Let's go。OK ですか？はい。なおちゃん。はなちゃん。はな。はな。ゴーゴーゴー。はな。リナ。ゴーゴーゴーゴーゴー。毎日出ちゃうな。はな。はな。ときどき。え、OK なの？はい。いや。暑くなるとね、こうやってもう行きたくないって始まるんです。ね。Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một buổi để trải nghiệm và nói về Akita cũng như là được những chú Akita thì vui đấy. Vui. Anh Winner cũng có thể là sau ngày hôm nay anh Winner sẽ bỏ đi cái nỗi sợ này. Vậy thì chương trình của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Yeah. Nhưng mà mọi người cảm thấy thích cho Akita đó á thì hãy đi sang Nhật để có thể những chú Akita nha. Chương trình du lịch kỳ thú đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào dịp sau nha. Bye bye.